Kính thưa quý vị, Duy Hải rất vui được gặp lại tất cả quý vị khán giả trong chương trình Ấn tượng học sinh sinh viên Việt Nam ngày hôm nay. Và ngay bây giờ đây thì xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng hướng mắt về màn hình để cùng chờ đón xem Ấn tượng học sinh sinh viên Việt Nam ngày hôm nay là ai nhé. Quý vị thân mến, ngồi cạnh Duy Hải là hai anh em Quốc Văn và Quốc Việt với hai hình ảnh hoàn toàn khác nhau. Và không biết là quý vị có thấy là rõ nhất cái điểm khác nhau của hai anh em không ạ? Chắc có lẽ là mời Văn và Việt hãy cùng chia sẻ với tất cả quý vị khán giả. Dạ, chắc trước hết thì xin anh Duy Hải và quý vị khán giả cho Việt nói về điểm giống nhau. Vì hai anh em mình chỉ cách nhau có một tuổi nên cũng như là hai người bạn thân, làm cái gì cũng làm chung với nhau, như học đàn, học kèn saxophone hay là những hoạt động ngoại khóa khác. Còn những điểm khác nhau thì rất là rõ ràng. Chắc có lẽ là rõ ràng để thấy đúng không Văn? Thì Việt tóc quăng, còn mình thì lại tóc thẳng. Và Việt thì rất thích chơi bóng rổ và trống, còn em thì lại chơi đàn piano và chơi saxophone và rất là thích văn chương và điện ảnh. Wow, hai anh em cũng có rất là nhiều tài lẻ ha. Với Việt thì anh cực kỳ ấn tượng với cái mái tóc xù của em. Không biết đây là một cái mái tóc xù tự nhiên hay là em uốn quăng lên để cho có một cái vẻ cá tính khác biệt. Dạ, thưa anh, đây là tóc thiệt 100%. Thì tuy nhiên cũng có một cái mẩu chuyện vui sau cái mái tóc này. Khi tháng trước khi em ra Hà Nội để viếng lăng Bác, thì sau khi viếng thì chuẩn bị qua khu nhà sàn, thì có một cái cô hỏi bằng tiếng Anh là xin vui lòng mua vé. Thì em mới hỏi bằng tiếng Việt là mua vé ở đâu vậy cô? Thì cô mới nói là ủa, người Việt hả? Vậy không cần mua vé. Nhìn Việt là tưởng đâu người nước ngoài đúng không Văn? Được biết là hai anh em học ở trường quốc tế, thì hai anh em có thể chia sẻ về cái lịch học tập của mình ở trường. Dạ vâng, em và Việt học tại trường quốc tế Mỹ tại thành phố Hồ Chí Minh. Trường này dạy từ lớp 1 tới lớp 10 hoàn toàn bằng tiếng Anh. Và đối với những học sinh có quốc tịch Việt Nam thì được học 3 môn văn sử địa. Mỗi tuần sẽ học 3-4 tiết. Và ngoài ra các học sinh còn được học những ngôn ngữ thứ hai như là tiếng Pháp, tiếng Hoa, tiếng Tây Ban Nha. Và những học sinh lớp 11, lớp 12 thì được chọn giữa học chương trình tú tài quốc tế IB, chương trình nâng cao AP hoặc là học chương trình trung học phổ thông của trường trung học của các trường trung học bên Mỹ theo Bộ Giáo dục của California. Và thì cũng có một số bạn nghĩ là những học sinh quốc tế thì học sẽ sướng hơn vì thời gian rảnh, nhưng không, thì điều đó chính là mỗi ngày bọn em phải dậy lúc 7:30 và tới trường học lúc 8:00 cho đến 3:00 chiều. Thì ở trường thì thường có rất là nhiều bài, thì đôi khi thầy cô cũng phải bắt nộp bài trước 8:00 bằng mạng. Ngoài ra thì trường em cũng có những câu lạc bộ như câu lạc bộ từ thiện hoặc là câu lạc bộ môi trường. Ngoài chuyện học trong lớp ra thì trường cũng tổ chức những cái buổi họp mô phỏng những kỳ họp của Liên Hiệp Quốc, hay là tổ chức những cái trận đấu banh giữa các trường với nhau, và tổ chức những cái show diễn ở nhà trường. Qua chia sẻ của hai anh em Quốc Văn và Quốc Việt thì anh thấy là cái lịch học ở trường quốc tế Mỹ của tụi em cũng rất là dày đặc. Nhưng mà bên cạnh đó thì những cái hoạt động ngoại khóa ở trường thì như thế nào? Diễn trong phạm vi của trường, và chúng em cũng rất là thích âm nhạc. Và từ nhỏ ba mẹ đã cho chúng em nghe những đĩa nhạc của Elvis Presley, The Beatles. Và những cái bài hát của thập niên 50-60 đã động lại trong trái tim của chúng em. Và chúng em rất là mê những bài hát của những cái dòng nhạc này. Và hiện giờ chúng em đang học tại trường MPU, trường nhạc MPU, học kèn saxophone với thầy Xuân Hiếu, học nhạc lý với thầy Thịnh và thầy Đức Thịnh, và học phong cách nhạc nhẹ với thầy Đức Trí, cùng với học đàn organ. Qua lời chia sẻ của Văn vừa rồi thì hai tụi em được học ở trường MPU là được học với lại những tên tuổi, những người thầy ở trong nghề rất là nổi tiếng tại Việt Nam. Vậy có phải đó là định hướng mà gia đình định hướng cho hai tụi em sau này sẽ theo một con đường nghệ thuật, hay đó chỉ là
một cái hoạt động thêm, một hoạt động ngoại khóa thôi? Dạ thưa anh, thì chúng em chỉ chơi nhạc tại trong phạm vi nhà trường thôi. Việc đây thì cũng đã có tham gia một ban nhạc của những sinh viên hay đi các trường đại học như Đại học Bách Khoa để biểu diễn. Nhưng mà những việc như vậy thì rất là tốn nhiều thời gian và gây ảnh hưởng tới việc học, nên ba mẹ em bảo phải ngưng để tiếp tục học tập. Thì như vậy thì chúng em phải ngưng một thời gian, nhưng mà chúng em cũng đã từng diễn tại nhà hát thành phố, hoặc là Ủy ban Nhân dân thành phố, hoặc là nhà hát Bến Thành cho những trẻ em kém may mắn hơn trong những dịp Tết đầu năm hoặc là Tết Trung Thu. Em vừa mới chia sẻ là phải ngưng cái lịch diễn dày đặc như vậy, thì em có cảm thấy thoải mái không? Thực ra thì thời gian của em được thoải mái hơn, bởi vì đi diễn như trong một ban nhạc của các anh sinh viên thì chạy show rất là nhiều và rất là bận rộn. Thì chúng em phải ngưng cái việc như vậy để tham gia những buổi biểu diễn có quy mô nhỏ hơn, như là tại trường hoặc là những cái biểu diễn của những trường khác tụi em vẫn tham gia. Nhưng mà cái việc đi theo ban nhạc mà chạy show như thế thì rất là tốn thời giờ, và em cũng rất là muốn tập trung vào việc học. Với những cái hoạt động văn nghệ sôi nổi như vậy ở trong trường thì chắc có lẽ là âm nhạc đóng vai trò rất là quan trọng với cuộc sống của hai em, đúng không? Dạ đúng, bởi vì cũng như em đã nói là em đã nghe rất là nhiều dĩ nhạc của những danh ca của những của thế kỷ trước. Và học nhạc rất là quan trọng, bởi vì khi học nhạc là để nuôi dưỡng tâm hồn, và em rất là thích học nhạc. Còn việc thì như thế nào? Dạ thì vì bố mẹ nói là chơi nhạc để giải trí, để thư giãn, nên là em nghĩ là học nhạc rất là vui. Duy Hải được biết là ngoài cái âm nhạc, niềm đam mê của hai anh em, thì cái chuyện mà kịch nghệ hay là điện ảnh cũng là một cái niềm đam mê rất là lớn của Văn và Việt, đúng không? Về văn chương và phim ảnh thì anh hai chính là số 1. Văn có thể chia sẻ thêm về điều này. Em rất là mê phim ảnh. Em ở nhà có rất là nhiều phim, có em nghĩ là hàng trăm cuốn phim. Em còn mua một quyển sách có tên là 1001 phim bạn nên coi trước khi chết. Thì em là có một cái ước muốn là sau này lớn lên tìm được học bổng đi đến Mỹ và học ngành nghệ thuật, nhất là ngành điện ảnh. Thì em đã có nhiều lần nói chuyện với ba mẹ rất là nghiêm túc rằng em muốn trở thành một nhà viết kịch bản chuyên nghiệp và một đạo diễn điện ảnh quốc tế. Thì ba mẹ em cũng có nói là con đường này rất là gian nan và đầy những thử thách. Nhưng mà em nói là em rất là mê những cái công nghệ mà có bây giờ, và để làm được nhiều những cái cuốn phim hay. Nên ba mẹ em chỉ có cười và nói là con muốn làm gì thì làm theo ước mơ của mình. Nói chuyện với lại hai anh em Quốc Văn, Quốc Việt thì Duy Hải thấy là hai anh em chơi được rất là nhiều loại nhạc cụ, đúng không? Và hai anh em có nghĩ là mình sẽ tập trung vào sử dụng một cái loại nhạc cụ nào đó thôi? Đối với em là một nhạc cụ là chưa đủ, mình cần phải học thêm mình để mình biết thế nào là nghệ thuật, để mình biết thế nào là một cái sự khó khăn của một nghệ sĩ có thể làm đến một tác phẩm. Và em nhất là môn saxophone thì em rất là mê, bởi vì em thật sự rất là mê nhạc cha của ông vua nhạc cha Louis Armstrong hay Sinatra hay là Nat King Cole. Thì cái dòng nhạc của tuổi trẻ bây giờ gọi là nhạc của người lớn á, thì em lại rất là thích cái dòng nhạc này, và đó là lý do tại sao em rất là muốn học nhiều cái nhạc cụ khác nhau để mình có thể tận hưởng được những gì mà âm nhạc có thể đem lại cho con người. Đó là dòng nhạc và phong cách mà Văn muốn hướng tới. Còn với Việt thì sao? Em cũng không muốn theo chuyên nghiệp lắm ạ. Thầy em đã nói là theo tùy cái nhạc cụ thì có thể thể hiện tùy cảm xúc của bài hát nào đó, giống như một bài mà phải thể hiện violon mới feeling, nhưng mà nếu mà thể hiện bằng piano thì không feel bằng. Nên em nghĩ là mình càng học nhiều thì mình càng biết cách thể hiện một bài hát nào đó. Nhưng mà Văn có đồng ý với anh Hải là khi mà nhìn Việt thì cứ tưởng tượng đây là một anh chàng sẽ hát nhạc rock, một anh chàng sẽ chơi đàn guitar rất là cừ. Đó có phải là cái nhận định đúng của Hải hay không? Dạ đúng là như thế. Nhìn Việt rất là nghệ sĩ. Nghệ sĩ. Cũng nhưng mà theo Việt thì Việt hiện đang thích chơi cái loại nhạc cụ nào?
Dạ thì hiện giờ em đang học trống, học piano và kèn saxophone. À, học trống và piano, kèn saxophone. Kèn saxophone thì Văn cũng hiện đang chơi cái loại nhạc cụ đấy đúng không? Dạ đúng. Vậy thì ngày hôm nay đến với chương trình Ấn tượng học sinh sinh viên Việt Nam thì hai anh em có thể trình diễn cái loại nhạc cụ saxophone để gửi tặng đến tất cả quý vị khán giả được không? Dạ, nãy giờ ngồi nói chuyện với hai anh em thì Duy Hải đã biết là hai anh em có cùng một cái sở thích, đó là âm nhạc và chơi nhạc cụ. Vậy thì đời sống hàng ngày hai anh em có cái sở thích nào khác hay không? Em thì em lại rất là thích coi những cái bộ phim của thế kỷ trước, những bộ phim rất là lâu rồi, từ đầu thế kỷ cho tới bây giờ, những cái phim trắng, từ những cái phim trắng đen mà không không có một tiếng nói, không có một tiếng lá rơi hay gì đó, thì những cái phim đó thì em lại rất là thích coi. Bởi vì nếu mà mình muốn làm trở thành một đạo diễn thì mình phải biết lịch sử của phim, những phim nào nên coi. Thì em đã coi những cái cuốn phim từ đầu thế kỷ mà người ta phải sưu tầm mới có được, những cái mà người ta phải soạn lại những cái kho phim để người ta đem lại với công chúng. Thì em lại rất là thích coi những cái phim như vậy, bởi vì nó làm ra một cái giá trị cho phim. Giống như những cái phim mà Giác Vàng thì em đôi khi em lại giới thiệu những cái phim này cho Việt để coi, và đôi khi Việt thích coi, đôi khi Việt cũng tại vì đó không phải là niềm đam mê của Việt đúng không? Và có lẽ như là anh hai của Việt là một người rất là hoài cổ ha. Nãy giờ chia sẻ là những bài hát của thế kỷ trước nè, những ca khúc có thể nói là vượt thời gian đúng không Văn? Rồi bây giờ là những cái phim ảnh trắng đen, một cái sở thích rất là cá tính và đặc biệt. Hãy nghĩ là hiếm có một người trẻ nào như Văn mà có cùng sở thích như Văn lắm. Còn Việt thì như thế nào? Thì ngoài việc chia sẻ những bộ phim hay là những bài hát với lại anh Văn, thì em cũng thích những môn mà cứng rắn hơn, như thể thao nói chung và bóng rổ nói riêng. Thì em cũng có vài lần ở trong đội tuyển của trường. Với sự hoạt động văn nghệ sôi nổi ở trong trường cũng như là tại những nơi khác thì hai anh em đã từng đạt những cái giải thưởng gì chưa? Xin mời hãy cùng chia sẻ với tất cả mọi người. Giải thưởng mà liên quan tới việc học hành, những cái giải thưởng tiếng Anh thì gia đình em rất là khuyến khích tham gia, thì em cũng rất là thích tham gia những cái cuộc thi này. Thì em 11 tuổi và năm Việt 10 tuổi thì có một cái trường Anh ngữ tổ chức một cái cuộc thi mà giải nhất là một chuyến đi Canada du học 3 tuần cùng với các bạn ở nhiều nước khác, như là các bạn Hàn Quốc hay các bạn Trung Quốc hay là những bạn ở Nam Mỹ. Thì em được giải nhất và được chuyến đi này, còn bé Việt thì được giải nhì. Và không lâu sau thì cũng có một trường Anh ngữ khác tổ chức một cuộc thi Hùng Biện thì em được giải tư. Và vì được giải khuyến khích thì sau đó rất là nhiều cuộc thi, và cũng có một cuộc thi do một tờ báo tổ chức thì em cũng được giải.
Thì em thì rất là thích thú với những cuộc thi này. Không những mà cuộc thi mà thuyết trình hoặc là viết tiếng Anh không, mà vẫn còn những cuộc thi hát, giống như có một lần Cleverland tổ chức một cuộc thi hát mà em đã được may mắn được vào top 12 thí sinh được vào vòng trong. Thì em thấy những cuộc thi như vậy thì rất là bổ ích, bởi vì giải thưởng duy nhất mà em quan tâm tới đó chính là những cái kinh nghiệm em học được trên con đường đi thi của em. Hiện giờ thì anh thấy là người lớn hay kêu ca là các em nhỏ bây giờ rất là lười đọc sách. Vậy thì hai anh em Quốc Văn và Quốc Việt nghĩ sao về điều này? Em sẽ nói một cái câu mà em rất là thích trong một quyển sách, đó là trong quyển sách 451 độ F của tác giả Ray Bradbury, ông ta có nói là có rất là nhiều cách mà để hủy diệt một cuốn sách. Một cách là chúng ta không đọc nó. Thì đối với em, hủy diệt sách như thế thì em không có chịu được. Bởi vì em rất là muốn nhìn những cái dòng chữ được viết trên những cái trang giấy, và được ngửi thấy cái mùi sách và cái tiếng sột soạt mỗi khi ta lật quyển sách đó, thì không có gì mà hạnh phúc bằng. Em cảm thấy là mình đọc sách là để cho mình có nhiều kinh nghiệm, mình hiểu biết hơn, học nhiều lịch sử hơn, biết được những cái gì ở quanh thế giới ta. Và những cái nhân vật trong sách thì rất là sống động, và những khi đọc sách thì em lại có thêm kinh nghiệm và em học hỏi được rất là nhiều điều. Và em nghĩ là trong tương lai nó sẽ giúp em rất là nhiều trong công việc của em, là trở thành một nhà viết kịch bản chuyên nghiệp và một đạo diễn. Vậy thì cụ thể là em đã định hướng cho cái tương lai của mình, và bây giờ thì em đang làm những điều gì để mà chuẩn bị cho một cái tương lai của mình, đó là đi theo cái niềm đam mê viết kịch bản của mình? Em đã tham gia những lớp kịch tại trường và để tham gia viết kịch bản và đạo diễn cho những bạn ở trường. Và em và Việt cũng đã tham gia nhiều cái lớp nói về đạo diễn, nói về diễn xuất, để mình có thêm kinh nghiệm, để mình biết là cái ngành này nó thử thách như thế nào và những cái cách nào mà để mình có thể thành công trong cái công việc này. Nghe anh hai chia sẻ như vậy thì không biết là Việt có đánh giá gì đối với anh hai, và có phải đó là một cái định hướng chính xác mà anh hai đang theo hay không? Dạ, theo em thì nghề nào cũng có cái khó khăn của riêng nó, nhưng mà nếu mà anh hai thích cái nghề này rất là thích thì nên hướng nghiệp theo nghề đó. Đó là cái định hướng của anh hai, còn định hướng của Việt? Dạ, thì hiện tại thì em chưa có hướng nghiệp nào rõ ràng, nhưng mà mục đích của em bây giờ là học giỏi để kiếm học bổng để đi du học. Thì ba mẹ có khuyến khích em là một là làm nghệ sĩ, hai là làm bác sĩ thẩm mỹ. Với hai cái định hướng đó, em nghĩ là mình sẽ hợp với lại nghề nào hơn? Dạ, nếu mà em làm bác sĩ thẩm mỹ thì sáng em sẽ làm ca của em và chiều em sẽ đi biểu diễn. Em của Văn thật là ham, đúng không? Tham lam, muốn làm cả hai công việc mà mình yêu thích luôn. Với vấn đề là mình là anh hai của Việt thì Văn có ủng hộ những cái định hướng của Việt hay không? Thì đối với em là thời buổi bây giờ thì có nhiều cánh cửa mình có thể bước qua được. Thì em nghĩ là những gì mà Việt thực sự muốn làm thì Việt nên làm, và em sẽ ủng hộ Việt hết mình. Giống như Việt ủng hộ em rất là nhiều, cái lựa chọn của em muốn trở thành nhà viết kịch bản và đạo diễn quốc tế. Và em nghĩ là bây giờ là hành trang của em đang chuẩn bị là gì để em có thể tiếp bước đến cái ước mơ của mình? Trước tiên là hai anh em phải học thật là giỏi, phải tạo ra nhiều cái sự ấn tượng cho bản thân mình để có thể có học bổng đi đến Mỹ, đi đến những cái trường tốt để mình học những cái ngành mà mình mong muốn. Ngoài ra em còn đọc rất là nhiều sách và viết rất là nhiều chuyện riêng, bởi vì em nghĩ là nếu mà mình muốn trở thành một cái nhà viết kịch bản giỏi thì mình phải bắt đầu viết, không có ý tưởng nào bắt đầu nếu mà bút không chạm vào giấy. Và em cũng đang lên kế hoạch làm một cái đoạn phim nhỏ, giống như những cái người cùng trang lứa mà hay làm phim rồi upload lên YouTube để mình có thêm kinh nghiệm và làm những cuốn phim nhỏ, bởi vì mình không thể tiến xa nếu mà mình không bắt đầu nhỏ được. Vâng, hy vọng rằng với cái sự định hướng rõ ràng và sự rèn luyện cũng như là học tập tốt của hai anh em thì ước mơ của hai anh em sẽ được chạm vào tầm tay vào một ngày không xa.
Thưa quý vị, trước khi chúng ta chuyển sang chuyên mục Góc nhìn tuổi trẻ thì ngay bây giờ đây Duy Hải xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng xem một đoạn video clip sau, xem thử hoạt động đời sống bên ngoài của hai anh em Quốc Văn và Quốc Việt như thế nào nhé. Xin chào mừng quý vị đang đến với chuyên mục Góc nhìn tuổi trẻ của chương trình Ấn tượng học sinh sinh viên Việt Nam ngày hôm nay. Trước khi chia tay thì Duy Hải sẽ có một cái câu hỏi về cuộc sống, những cái vấn đề mà đang diễn ra xung quanh chúng ta theo cái góc nhìn của tụi em, theo cái suy nghĩ của những người trẻ của tụi em. Hiện nay thì chúng ta biết rằng là cái làn sóng âm nhạc K-pop đang ồ ập tràn vào Việt Nam và những nhóm nhạc của Hàn Quốc, những ca sĩ của Hàn Quốc để lại ấn tượng rất là mạnh đối với những bạn khán giả trẻ của Việt Nam. Và thời gian vừa qua thì ở trên mạng có một cái vấn đề xảy ra, đó là có một ngôi sao thần tượng của Hàn Quốc trình diễn tại Việt Nam thì có một bạn khán giả quỳ xuống cái ghế mà người thần tượng đó đã từng ngồi và hung lên cái ghế đó. Thì không biết là hai anh em Quốc Văn, Quốc Việt suy nghĩ sao về cái hành động này của bạn khán giả trẻ? Dạ thì em chưa có hâm mộ ai đến mức cuồng nhiệt đến thế, nhưng mà nên có thể em không hiểu được cảm xúc của họ, nhưng em nghĩ là cái việc thể hiện cảm xúc của mình có thể kiềm chế được và mình cũng không nên đánh mất bản thân của mình. Duy Hải nghĩ là khi mà mình hâm mộ một ai đó, giống như là lúc mà Duy Hải còn nhỏ thì rất là hâm mộ những cái diễn viên của Hồng Kông và Hàn Quốc, thì mình chỉ ước mơ là mình biết được cái ngôi nhà người ta ở đâu, mình biết được cái hoạt động hàng ngày của người ta, ăn uống như thế nào, đi đứng như thế nào, chỉ cần là lúc mà gặp người ta ngoài đời á, chỉ ước mơ là nắm được cái tay thôi là thấy mừng rồi, hoặc là sờ đến mặt người ta là thấy mừng. Đó là cái cảm giác của những người mà thần tượng những cái ngôi sao. Theo Hải nghĩ đó là những cái vấn đề cũng rất là bình thường thôi, còn theo Văn thì ý kiến của Văn như thế nào? Em xin nói trước là thần tượng của em là Indiana Jones, là một nhân vật tưởng tượng. Ông ta là một nhà khảo cổ và một nhà phiêu lưu. Thì em nghĩ là mỗi thần tượng là cũng có một cái mặt phải và mặt trái, thì mình không có nên mà quá mà mất bản thân mình mà phải đến như vậy, bởi vì mình phải biết kiềm chế bản thân và mình phải biết là rằng là mỗi nhân vật đều có một phải mặt trái mà mình phải biết kiềm chế bản thân mình. Hiện nay thì anh thấy là đa phần các bạn khán giả trẻ rất là yêu thích và thần tượng những ngôi sao nước ngoài. Không biết là hai anh em Quốc Văn và Quốc Việt suy nghĩ sao về điều này? Thì theo em thì tụi trẻ, các bạn trẻ thời nay thì có một ai đó để ngưỡng mộ, để học hỏi thì không phải là, chắc chắn không phải là một điều xấu. Thì những người này thường là những người mà thể hiện ở bề nổi, là có thể là ca sĩ hoặc là diễn viên, nhưng cũng nên biết là cũng có những người ở đằng sau, như là những nhà khoa học cũng cống hiến mình cho công việc và làm việc trong âm thầm. Và thứ hai là cái chữ mà sao nước ngoài á, thì em nghĩ là chỉ có đúng với lại những cái người hâm mộ của những cái nước đang phát triển. Những cái nước mà có nền kinh tế lớn thì như là Hàn Quốc, như là Nhật Bản hoặc là Mỹ, thì cái nghệ thuật của họ là một cái nền công nghiệp và rất là được lăng xê và quảng bá rất là rộng rãi. Họ không chỉ có một vài ngôi sao mà có nguyên một bầu trời toàn những ngôi sao, làm cho fan hâm mộ của riêng đất nước họ đến choáng váng luôn, không phải là chỉ là fan hâm mộ của Việt Nam không. Thì em nghĩ là những cái việc mà
những bạn trẻ bây giờ mà thần tượng và hâm mộ những cái sao nước ngoài thì cũng là bình thường thôi, không có gì mà phải đáng lo ngại. Anh cũng đồng ý với quan điểm của Văn, đó là tại vì các ngôi sao nước ngoài một khi người ta đã nổi tiếng thì không những người ta nổi tiếng tại đất nước của họ mà người ta nổi tiếng trên toàn thế giới, thì là tất cả khán giả của các nước trên thế giới thì đều tập trung về họ và hâm mộ họ, thì khán giả Việt Nam mình cũng không có riêng ở ngoài cái ý đó, đúng không? Và một lần nữa thì xin cảm ơn hai anh em Quốc Văn Quốc Việt đã cùng đến tham gia chương trình Ấn tượng học sinh sinh viên Việt Nam ngày hôm nay. Chúng tôi xin được cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình Ấn tượng học sinh sinh viên Việt Nam, và hãy cùng đồng hành chương trình với chúng tôi để chúng ta tìm ra nhiều hơn nữa tài năng học sinh sinh viên Việt Nam quý vị nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Yeah.